bạn thân mến, cụm từ chiếc xe mang tính biểu tượng của một quốc gia không phải là để dành cho một chiếc xe tốt ngoài sức tưởng tượng, mà sự ra đời của những chiếc xe này tạo một dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của quốc gia đó. Những chiếc xe mà tạp chí Siêu Xe nhắc đến ở đây, chúng được gọi là biểu tượng của một quốc gia bởi nó đã từng là một ý tưởng, một thứ đại diện cho một thời đại. Chính vì lẽ đó, nó tồn tại trong lòng mỗi người dân mỗi nước như những nhân vật truyện tranh in sâu vào tuổi thơ của mỗi người như vậy. Trên thị trường thế giới, hãng xe ô tô Trung Quốc vốn gặp nhiều tai tiếng bởi hành vi ăn cắp thiết kế và sản phẩm chất lượng kém. Tuy nhiên, sự ra đời của chiếc Cross 3 lại là một sự khác biệt. Đây là một chiếc xe đẹp và không hề vay mượn ý tưởng của bất cứ xe nào khác từ phương Tây. Ngoài ra, Cross 3 là chiếc xe đầu tiên đến từ Trung Quốc đạt điểm số an toàn 5/5 của Euro NCAP. Theo tuyên bố từ Euro NCAP, đây là chiếc xe an toàn nhất mà tổ chức này kiểm định trong năm 2013. Ngay từ khi mới xuất hiện, chiếc Citroën 2CV đã bị chê là có kiểu dáng lập dị, khác người, nhưng cuối cùng đây lại là mẫu xe bán rất chạy tại thị trường nước Pháp. Hãng Citroën đã thiết kế chiếc 2CV từ trước Thế chiến thứ 2 và phải tới tận năm 1948 mới bắt đầu đưa vào sản xuất. Cùng với Renault 4, Citroën 2CV chính là mẫu xe quan trọng bậc nhất của người Pháp. Tới tận năm 1990, Citroën mới dừng sản xuất mẫu xe này. Có lẽ không phải bàn cãi thêm về vai trò quan trọng của Volkswagen Beetle ở nước Đức, chiếc xe con bọ bền bỉ giá rẻ từng một thời là trụ cột của ngành sản xuất xe hơi tại quốc gia này. Sản lượng của Volkswagen Beetle đã vượt qua mẫu Ford Model T năm 1972 và đạt được doanh số trên 20 triệu chiếc xe trên toàn thế giới. Nếu không có Volkswagen Beetle thì sẽ không có đế chế Volkswagen hùng mạnh ngày nay. Ra mắt vào năm 1957, Fiat 500 chính là tất cả những gì người dân Italia mong đợi. Chiếc xe này có kích thước nhỏ, rẻ tiền nhưng cũng rất thực dụng. Với kích thước dày 2,97m, trang bị động cơ dung tích 479 phân khối, hai xi lanh, làm mát bằng không khí, Fiat 500 được coi là chiếc xe đầu tiên được thiết kế cho mục đích sử dụng đô thị. Trong vòng 18 năm, hãng Fiat đã bán được khoảng 4 triệu chiếc Fiat 500 trên toàn thế giới, chưa kể đến những biến thể của mẫu xe này. Dù Italy là quê hương của những chiếc siêu xe nhưng vẫn chưa mẫu xe nào mang được nhiều cảm hứng và có tầm quan trọng vượt qua Fiat 500. Với số lượng bán ra trên 50 triệu chiếc, Toyota Corolla đang là mẫu xe bán chạy nhất đến từ Nhật Bản và cũng là mẫu xe bán chạy nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Để duy trì sức hút của Corolla, hãng xe Toyota luôn tìm cách để làm mới mẫu xe này. Kể từ khi sản xuất vào thập niên 60 tới nay đã có 12 thế hệ Toyota Corolla được ra đời. Nếu chọn một mẫu xe đại diện cho sự thành công của ngành sản xuất ô tô Nhật Bản, sẽ không có sự lựa chọn nào phù hợp hơn Toyota Corolla. VAZ2101 hay còn gọi là Laza 1200 là mẫu xe mở đầu cho thành công của dòng xe Laza và cũng chính là tiền thân của chiếc Laza Riva danh tiếng sau này. Ở phương Tây, xe Laza thường bị đem ra làm trò đùa bởi sự lạc hậu, thiếu thốn tính năng tiện nghi. Nhưng đối với những người cần một phương tiện giá rẻ dễ sửa chữa, hiếm có dòng xe nào có thể so sánh được với Laza. Không ai nói rằng Hyundai Pony là chiếc xe tốt nhất của Hàn Quốc, tuy nhiên đây là mẫu xe đầu tiên của Hàn Quốc được đưa ra xuất khẩu nước ngoài, ban đầu là tại khu vực Nam Mỹ, sau đó là châu Âu và cuối cùng là Canada. Mẫu xe này đã tạo ra tiếng tăm của Hyundai trên thế giới, khởi đầu là quá trình trở thành một tập đoàn lớn mạnh như ngày nay. Về cơ bản thì Fiat 600 chính là một phiên bản khác của Fiat 600 được sản xuất tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đây cũng là mẫu xe quan trọng nhất được sản xuất tại quốc gia này. Nó có giá bán đủ rẻ để đa số người dân có thể tiếp cận được, đồng thời tạo ra hơn 10.000 việc làm tại nhà máy sản xuất ô tô. Chiếc xe này đã góp một phần tạo ra phép màu Tây Ban Nha, đưa nước này thoát khỏi đói nghèo và cô lập kinh tế. Saab đã phải mò mẫm nghiên cứu khi chế tạo chiếc xe đầu tiên của hãng, nhưng tư cách là một công ty hàng không vũ trụ có kinh nghiệm, Saab có rất nhiều kiến thức về khí động học và công nghệ vật liệu. Cả hai khía cạnh này đều thể hiện rõ trên chiếc Saab 92. Trước khi công ty sụp đổ, Saab được coi là một trong những hãng xe đi đầu về cải tiến phát minh và cho tới nay vẫn chưa có mẫu xe nào tại Thụy Điển tạo ra được dấu ấn tích cực như Saab 92. Chiếc Ford Model T được vinh danh là xe của thế kỷ vào năm 1999, nhưng một điều tất yếu, với việc lần đầu tiên áp dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt, Ford Model T có mức giá đủ rẻ để tiếp cận được với tầng lớp bình dân, tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành giao thông vận tải. Tới năm 1927, đã có hơn 15 triệu chiếc Ford Model T được sản xuất trên thế giới, một con số khổng lồ kể cả trong thời đại ngày nay.